Chào mừng tất cả các em đã đến với những giờ học văn thú vị và bổ ích ở trang web olm.vn. Sách là một kho tàng tri thức khổng lồ, là tinh hoa của nhân loại, sách đem đến cho mỗi người rất nhiều điều bổ ích, chữa lành tâm hồn con người, đưa con người tới chiếm lĩnh tri thức và thế giới. Có rất nhiều những câu danh ngôn nói về sách hoặc về việc đọc sách có ý nghĩa như Rocky đã từng nói, sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Có sách, các thế kỷ và dân tộc xích lại gần nhau. Hay câu, chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời. Hay Tổng thống Obama đã từng nhắc, việc đọc rất quan trọng, nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn trong văn bản hãy cầm lấy và đọc mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ngày hôm nay cũng nhắc đến giá trị và vai trò của việc đọc sách ba học của chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các nội dung chính như sau thứ nhất tìm hiểu chung thứ hai tìm hiểu cách triển khai vấn đề nội dung của văn bản và thứ ba là ý nghĩa của văn bản Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên, tìm hiểu chung. Trong phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai nội dung cơ bản đó là tác giả và tác phẩm. Các bạn cùng quan sát lên màn hình. Đây là hình ảnh của tác giả Huỳnh Như Phương. Tác giả của bài viết hãy cầm lấy và đọc. Ông sinh năm 1955, quê ở Quảng Ngãi, là một giảng viên đại học và cũng là một nhà nghiên cứu phê bình văn học. Ông đã tham gia sáng tác với các thể loại chính như là văn xuôi, thơ ca. Có thể nhắc đến một vài tác phẩm tiêu biểu của Huỳnh Như Phương như là Dẫn vào tác phẩm Văn chương năm 1986, Trường phái hình thức Nga năm 2007, Những nguồn cảm hứng trong văn học năm 2008. Hãy cầm lấy và đọc năm 2016 giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn năm 2019, vân vân. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu về tác phẩm, các bạn hãy cùng đọc bài viết, hãy cầm lấy và đọc. Trong sách ngữ văn, kết nối tri thức với cuộc sống. Tập 2, các bạn nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thể loại của văn bản văn bản được viết bởi thể loại nghị luận về xuất xứ văn bản được trích từ cuốn hãy cầm lấy và đọc vậy thì thông qua việc đọc văn bản các bạn hãy cho cô biết phương thức biểu đạt của văn bản là gì chính xác, phương thức biểu đạt của văn bản là nghị luận kết hợp với từ sự. Về bố cục, văn bản sẽ được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu cho đến của thời trung đại. Nội dung của phần này là câu chuyện về động lực đọc sách của Thánh Augustine. Phần thứ hai là từ tiếp theo cho đến vẫn là vô ích nội dung của phần này nói về những vấn đề của việc đọc sách. Và phần thứ ba, tức là phần còn lại. Ở phần này, tác giả nhắc lại về thông điệp đọc sách. Cụ thể, ở từng phần, tác giả đã có cách triển khai vấn đề như thế nào? Và nội dung của văn bản ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 các bạn nhé! Tương tự như ở video trước, trong phần thứ hai này, các bạn sẽ tìm hiểu những yếu tố có ở văn bản nghị luận như là ý kiến, lý lẽ, bằng chứng và nhìn nhận rõ mối quan hệ của chúng. Thông qua đó, chúng ta cũng sẽ nắm vững nội dung của bài học và trả lời được các câu hỏi có ở sách giáo khoa. Kết hợp song song giữa việc tìm hiểu cách triển khai vấn đề, ý kiến, lý lẽ, bằng chứng, các bạn sẽ cùng tìm hiểu về nội dung của văn bản đang xem chính vì thế trong phần này các bạn hãy hết sức tập trung nhé trước hết chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề nghị luận của văn bản vấn đề nghị luận của văn bản là gì dựa vào đâu để em biết được đó chính là vấn đề mà văn bản muốn bàn tới đọc lại văn bản và cho cô biết vấn đề nghị luận của văn bản là gì Chính xác, vấn đề nghị luận của văn bản đó là bàn về việc đọc sách. Trong xã hội hiện đại, khi văn hóa đọc sách ngày càng bị mai một đi, con người ngày càng xa rời với những trang giấy thì đây là một vấn đề đáng quan tâm và có ý nghĩa với nhiều người. Vậy thì nhờ vào đâu mà chúng ta có thể phát hiện ra được vấn đề nghị luận của văn bản? Thứ nhất, ngay từ nhan đề, chúng mình có thể phát hiện ra được nội dung của văn bản vì nó thể hiện trực tiếp và khái quát được những điều văn bản sẽ nói đến cụ thể đó là hãy cầm lấy và đọc về bố cục của các phần chúng ta thấy mở bài tác giả nói về câu chuyện động lực đọc sách của thánh augustine thần bài tất cả các đoạn triển khai đều nói về việc đọc sách và kết bài tác giả lại một lần nữa nhắc lại thông điệp về đọc sách dựa vào những khía cạnh những yếu tố này thì có thể khẳng định được vấn đề nghị luận của văn bản đó là bàn về việc đọc sách với vấn đề bàn luận mà cô trò chúng mình vừa tìm ra thì văn bản đã triển khai làm rõ vấn đề đó như thế nào hệ thống lý lẽ bằng chứng ra sao chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cách triển khai vấn đề nghị luận Văn bản có 10 đoạn, chúng ta thấy các đoạn đều biểu thị những nội dung hướng đến việc làm sáng tỏ, bàn luận về vấn đề nghị luận. Chúng ta có thể tạm thời chia như sau. Đoạn thứ nhất, từ tương truyền cho đến thời trung đại. Đoạn thứ hai, từ vượt qua tính chất huyền bí cho đến không dễ nhận ra. Đoạn thứ ba, từ em hãy cầm lấy và đọc đến một cuốn sách hay đoạn thứ tư năm và sáu từ không phủ nhận vai trò cho đến herbert matthewser đã nói đoạn thứ bảy từ thời nay với sự xuất hiện cho đến giá trị tinh thần đoạn thứ tám từ lâu nay chúng ta cho đến vẫn là vô ích đoạn thứ chín thứ mười từ sách sinh ra đến cầm lấy và đọc vậy cụ thể ở từng đoạn được chia trên tác giả đã thể hiện những ý kiến nào? Câu hỏi này đòi hỏi các bạn học sinh phải đọc kỹ lại văn bản và tìm ra các ý kiến có ở các đoạn như chúng mình vừa được chia, đúng không nào? Vậy thì ở đoạn thứ nhất, tác giả nói về câu chuyện việc lĩnh hội sứ mệnh đọc sách, nghiên cứu của Thánh Augustine. Đoạn thứ hai, tác giả nhắc đến vai trò của việc đọc sách đối với đời sống tinh thần của con người. Đoạn thứ ba, người viết cho thấy được sự khuyến khích đọc sách đến từ những người có trách nhiệm với ta. Đoạn thứ tư, năm và sáu, tác giả cho thấy sự kỳ diệu của sách và tác dụng to lớn của việc đọc sách. Đoạn thứ bảy, tác giả nhấn mạnh đọc sách trong điều kiện thay đổi hình thức sách. Đoạn thứ 8 thì tác giả đưa ra những giải pháp cho tình trạng xuống cấp của văn hóa đọc. Đoạn thứ 9 và 10 thì tác giả nhắc lại thông điệp về việc đọc sách. Như vậy có thể thấy với từng đoạn mà chúng mình vừa chia thì mỗi đoạn đều có những ý kiến cụ thể đúng không nào? Vậy thì cụ thể những ý kiến đó được chia và được sử dụng những lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ ra sao. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiếp theo. Bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé.